Xin kính chào các quý vị khán giả, chào tất cả các em học sinh. Cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Thanh Huyền, là giáo viên dạy bộ môn toán trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng các em trong bài học đại số 7, đơn thức đồng dạng. Ở tiết học trước, các em đã được tìm hiểu các kiến thức về đơn thức. Cô có bài toán sau: tìm hệ số, phần biến và bậc của các đơn thức sau. Như chúng ta đã biết, để tìm hệ số, phần biến và bậc của mỗi đơn thức, trước hết chúng ta phải thu gọn đơn thức nếu như đơn thức đã cho chưa được thu gọn. Cô nhắc lại, đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm một tích của một số với các biến mà mỗi biến đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương. Và để thu gọn đơn thức thì chúng ta thực hiện phép nhân các đơn thức. Chúng ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau. Sau khi thu gọn đơn thức thì chúng ta dễ dàng tìm được hệ số và phần biến của đơn thức thu gọn. Từ đó dễ dàng tìm được bậc của đơn thức thu gọn. Bậc của đơn thức có hệ số khác không là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó. Và các em lưu ý, các số khác không được coi là đơn thức bậc không và số không được coi là đơn thức không có bậc. Vận dụng các kiến thức đó, chúng ta giải quyết bài tập hỏi chấm 1. Ở đây, đối với đơn thức thứ nhất, dễ dàng nhận thấy đơn thức trừ 3, x mũ 3, y mũ 2 đã là đơn thức được thu gọn. Có hệ số là âm 3, phần biến x mũ 3, y mũ 2 và bậc là 3 cộng 2 bằng 5. Đối với đơn thức thứ hai, chúng ta dễ nhận thấy đây là đơn thức chưa thu gọn. Chúng ta thực hiện phép nhân hai đơn thức. Nhân hai hệ số và nhân phần biến với nhau. Chúng ta có kết quả 10 x mũ 3 y mũ 2. Từ đây ta có hệ số của đơn thức là 10, phần biến là x mũ 3 y mũ 2 và bậc cũng là 5. Tương tự như vậy, đối với đơn thức thứ ba, chúng ta có trừ 1/2x nhân với x y mũ 3 bằng trừ 1/2 nhân 1, tất cả nhân với x nhân y mũ 3. Kết quả bằng âm 1/2 x mũ 2 y mũ 3. Và từ đó chúng ta cũng tìm được hệ số của đơn thức này là âm 1/2, phần biến là x mũ 2 y mũ 3 và bậc cũng là 5. Quan sát hệ số và phần biến của ba đơn thức đã cho và rút ra nhận xét. Chúng ta thấy hệ số của ba đơn thức đã cho lần lượt là âm 3, 10, âm 1/2. Đây là các số thực khác không. Phần biến của đơn thức thứ nhất và phần biến của đơn thức thứ hai đều là x mũ 3, y mũ 2. Phần biến của đơn thức thứ ba là x mũ 2, y mũ 3 khác với phần biến của hai đơn thức trên. Chúng ta thấy đơn thức trừ 3 x mũ 3 y mũ 2 và 10 x mũ 3 y mũ 2 có hệ số là các số khác không, có cùng phần biến. Ta nói đây là hai đơn thức đồng dạng. Đơn thức âm 1/2 x mũ 2 y mũ 3 không đồng dạng với hai đơn thức trên. Vậy thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay. Đơn thức đồng dạng. Chúng ta vào phần 1. Đơn thức đồng dạng. Ở bài toán mở đầu, chúng ta đã biết trừ 3 x mũ 3 y mũ 2 và 10 x mũ 3 y mũ 2 là hai đơn thức đồng dạng. Vậy hai đơn thức muốn đồng dạng với nhau thì cần thỏa mãn những điều kiện gì? Chúng ta quan sát hệ số của hai đơn thức này lần lượt là âm 3 và 10. Đây là các số khác không. Và hai đơn thức có cùng phần biến. Như vậy, hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến. Cô có đơn thức 6x bình phương yz. Hãy viết cho cô hai đơn thức đồng dạng với đơn thức đã cho. Muốn viết được hai đơn thức này thì chúng ta cần quan tâm đến khi nào thì các đơn thức đồng dạng với nhau? Có phần biến giống nhau và hệ số khác không, đúng không nào? Vậy thì
chúng ta đã xác định được phần biến của các đơn thức cần phải viết chính là x bình phương yz. Và chỉ cần chọn một số thực khác không là chúng ta có các đơn thức thỏa mãn yêu cầu của đề bài rồi. Ở đây có rất nhiều kết quả đúng không nào? Và cô có thể chọn, ví dụ, âm 2 x bình phương yz, âm 1 phần 3 x bình phương yz là những đơn thức đồng dạng với đơn thức đã cho. Chúng ta có một chú ý như sau. Các số khác không được coi là những đơn thức đồng dạng. Ví dụ, âm 10, 2, 5,6, âm 1, 1 phần 2 là những đơn thức đồng dạng. Vậy, đơn thức không có đồng dạng với đơn thức âm 10 không? Và vì sao? Dựa vào phần chú ý, chúng ta thấy ngay, đơn thức không chính là số 0, không thỏa mãn điều kiện của phần chú ý nêu ra, tức là không đồng dạng với đơn thức âm 10. Đơn thức 0 cũng là đơn thức có hệ số bằng 0. Chính vì vậy, đơn thức 0 không đồng dạng với bất kỳ một đơn thức nào. Để vận dụng các kiến thức đã học, cô có hỏi chấm 2. Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói 0,9 xy bình phương và 0,9 x bình phương y là hai đơn thức đồng dạng. Bạn Phúc nói hai đơn thức trên không đồng dạng. Có bao nhiêu bạn đồng ý với ý kiến của bạn Sơn? Những bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn Phúc? Để xem bạn nào trả lời đúng, chúng ta cùng phải xét đến hệ số và phần biến của hai đơn thức mà các bạn đang tranh luận. Đó chính là 0,9 xy bình phương và 0,9 x bình phương y. Cả hai đơn thức này đều có hệ số là 0,9 bằng nhau. Và đây là các số khác không. Phần biến của đơn thức thứ nhất là xy bình phương. Phần biến của đơn thức thứ hai là x bình phương y. Thoạt nhìn, chúng ta thấy phần biến của cả hai đơn thức này đều có cả hai biến x và y và đều xuất hiện số mũ 2. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ một chút thì chúng ta thấy số mũ 2 của đơn thức thứ nhất là của biến y. Số mũ 2 của đơn thức thứ hai là của biến x. Như vậy, hai đơn thức này có phần biến khác nhau. Do vậy, chúng ta đã dễ dàng trả lời được câu hỏi của đề bài đúng không nào? Hai đơn thức 0,9 xy bình phương và 0,9 x bình phương y là hai đơn thức không đồng dạng với nhau. Như vậy thì bạn Phúc nói đúng đúng không nào? Vậy các con lưu ý khi xét các đơn thức đồng dạng, chúng ta phải xét cả hai điều kiện. Thứ nhất là hệ số phải khác không và thứ hai là phải có cùng phần biến. Cô có một câu hỏi như sau. Hãy so sánh bậc của các đơn thức đồng dạng. Rất dễ đúng không nào? Vì các đơn thức đồng dạng chúng ta thấy có cùng phần biến, do vậy chúng có cùng bậc. Vậy điều ngược lại có đúng không? Các đơn thức có cùng bậc liệu có đồng dạng với nhau hay không? Chúng ta cùng nhau suy nghĩ nhé. Nếu bạn nào tinh ý, chúng ta quan sát luôn hai đơn thức ở hỏi chấm 2. Đơn thức 0,9 xy bình phương có bậc là 1 cộng 2 bằng 3. Đơn thức 0,9 x bình phương y có bậc là 2 cộng 1 cũng bằng 3. Như vậy, hai đơn thức này có cùng bậc. Tuy nhiên, chúng ta đã vừa chứng tỏ được hai đơn thức này không đồng dạng với nhau. Do vậy, chúng ta lưu ý cho cô. Các đơn thức đồng dạng thì cùng bậc, nhưng những đơn thức cùng bậc thì chưa chắc đã đồng dạng với nhau. Ở bài học trước, chúng ta đã được học phép nhân các đơn thức. Hôm nay, cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu phần 2, cộng trừ các đơn thức đồng dạng. Trước hết, chúng ta cùng xét hỏi chấm 3. Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, tính hợp lý. Ở đây, cô tin chắc rằng chúng ta đã tìm ra cách làm cho cả hai câu này rồi. Tuy nhiên, cô vẫn muốn nhắc lại biểu thức tổng quát của tính chất phân phối phép nhân đối với phép cộng. A nhân B cộng A nhân C bằng A nhân với mở ngoặc B cộng C. A nhân B trừ A nhân C bằng A nhân với mở ngoặc B trừ C. Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng đối với biểu thức A, chúng ta dễ dàng nhận thấy thừa số chung ở đây là 2908. Chúng ta rút thừa số chung ra ngoài. Trong ngoặc còn lại 57 cộng 43. Chúng ta dễ dàng tính nhẩm được phép toán cộng ở trong ngoặc có kết quả bằng 100.
và tính nhẩm ra kết quả của phép toán chính là 290.800. Chúng ta chuyển sang câu B. Hãy cho cô biết, trong biểu thức ở câu B, thừa số chung bằng bao nhiêu? Chúng ta dễ dàng tìm được, thừa số chung ở đây chính là 3 mũ 2 nhân 55. Chúng ta rút thừa số chung ra ngoài, trong ngoặc còn lại 2 trừ 1. Vậy, 2 nhân 3 mũ 2 nhân 55 trừ 3 mũ 2 nhân 55 bằng, mở ngoặc, 2 trừ 1, đóng ngoặc, tất cả nhân 3 mũ 2 nhân 55. Thực hiện phép trừ ở trong ngoặc, ta có kết quả bằng 1 nhân 9 nhân 55 và thực hiện phép toán nhân, chúng ta có kết quả 495. Như chúng ta đã biết, các phép toán và các tính chất trên các chữ cũng tương tự như các phép toán và các tính chất trên các số. Chúng ta cùng xét ví dụ thứ nhất. Cộng 2 đơn thức âm 3 x mũ 3 y mũ 2 và 10 x mũ 3 y mũ 2. Trước hết, chúng ta đặt phép tính. Âm 3 x mũ 3 y mũ 2 cộng với 10 x mũ 3 y mũ 2. Ở đây chúng ta dễ dàng nhận thấy phần biến chung của hai đơn thức này chính là x mũ 3 y mũ 2. Chúng ta rút phần biến chung ra ngoài, trong ngoặc còn lại âm 3 cộng 10 và kết quả thu được là 7 x mũ 3 y mũ 2. Đơn thức 7 x mũ 3 y mũ 2 được gọi là tổng của hai đơn thức âm 3 x mũ 3 y mũ 2 và 10 x mũ 3 y mũ 2. Chúng ta thấy đơn thức 7 x mũ 3 y mũ 2 có phần biến giống với phần biến của hai đơn thức đã cho và hệ số chính là bằng tổng các hệ số của hai đơn thức đã cho. Tương tự như vậy, chúng ta cùng xét ví dụ số 2. Trừ hai đơn thức âm 3 x mũ 3 y mũ 2 và 10 x mũ 3 y mũ 2. Chúng ta đặt phép tính. Âm 3 x mũ 3 y mũ 2 trừ 10 x mũ 3 y mũ 2. Dễ dàng rút được phần biến chung ra ngoài. Như vậy, biểu thức bằng mở ngoặc âm 3 trừ 10 đóng ngoặc nhân với x mũ 3 y mũ 2. Và kết quả thu được là âm 13 x mũ 3 y mũ 2. Đơn thức âm 13 x mũ 3 y mũ 2 được gọi là hiệu của hai đơn thức âm 3 x mũ 3 y mũ 2 và 10 x mũ 3 y mũ 2. Và tương tự, giống ví dụ thứ nhất, chúng ta dễ dàng nhận thấy phần biến của đơn thức âm 13 x mũ 3 y mũ 2 giống với phần biến của hai đơn thức đã cho. Hệ số của hiệu chính là bằng hiệu các hệ số của hai đơn thức đã cho. Muốn cộng hay trừ các đơn thức đồng dạng thì chúng ta phải làm như thế nào? À đúng rồi, chúng ta chỉ việc cộng hay trừ các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. Đây chính là cách để chúng ta thực hiện phép toán cộng trừ các đơn thức đồng dạng. Các em thân mến, sau bài học ngày hôm nay, chúng ta cần phải nắm được các kiến thức cơ bản sau. Thứ nhất, các đơn thức đồng dạng là các đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến. Thứ hai, nắm được chú ý, các số khác không được coi là những đơn thức đồng dạng. Và thứ ba, đó là phép toán cộng trừ các đơn thức đồng dạng. Thì chúng ta cần cộng hay trừ các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. Các em lưu ý, chúng ta cần phân biệt phép toán cộng trừ các đơn thức đồng dạng với phép nhân các đơn thức để tránh nhầm lẫn nhé. Để củng cố các kiến thức đã học, cô cùng các em sẽ đi luyện tập qua một số bài tập sau. Bài 1. A. Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng. Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta cần nắm vững điều kiện để các đơn thức đồng dạng với nhau chính là có hệ số khác không và có cùng phần biến. Cô chọn đơn thức thứ nhất, 5 x y mũ 3. Và chúng ta dễ dàng nhận thấy trong 9 đơn thức còn lại có các đơn thức âm 7 x y mũ 3 và x y mũ 3 đồng dạng với nhau. Như vậy, ta xếp chúng vào một nhóm. Cô đặt tên là nhóm 1. Tương tự như vậy, cô sẽ chọn đơn thức đầu tiên trong phần còn lại chính là âm 1 phần 2 x mũ 3 y. Và chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy có một đơn thức đồng dạng với nó chính là x mũ 3 y. Cô xếp vào một nhóm là nhóm 2.
Và dựa vào phần chú ý, chúng ta dễ dàng nhận thấy hai đơn thức 10 và âm 8 lập thành một nhóm các đơn thức đồng dạng. Cô đặt tên là nhóm số 3. Như vậy, chúng ta còn 3 đơn thức đúng không nào? Bài toán đã trở nên đơn giản hơn chưa? Thoạt nhìn, chúng ta thấy 3 đơn thức này có phần biến không giống nhau. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra kỹ hơn nhé. Cô vẫn chọn đơn thức đầu tiên trong phần còn lại chính là 2x bình phương y bình phương z. Đơn thức x, y, z dễ dàng nhận thấy không đồng dạng với đơn thức cô vừa chọn. Thế còn đơn thức cuối cùng này thì sao? Chúng ta có thể viết đơn thức cuối cùng này dưới dạng 2/5 x bình phương y bình phương z. Chỉ bằng một phép biến đổi thôi đúng không nào? Chúng ta đã thấy đơn thức cuối cùng này đồng dạng với đơn thức cô khoanh màu đỏ. Và cô ghép vào thành nhóm đơn thức đồng dạng số 4. Như vậy, chúng ta nhận thấy còn duy nhất một đơn thức x, y, z không đồng dạng với bất kỳ đơn thức nào trong các đơn thức đã cho. Các em lưu ý, để làm được bài tập này thì chúng ta nên chọn các đơn thức lần lượt từ trái qua phải. Nếu các đơn thức nào đã được chọn rồi thì chúng ta đánh dấu để không cần kiểm tra lại trong các nhóm đơn thức đồng dạng tiếp theo nhé. Chúng ta cùng chuyển sang câu B. Tính tổng các đơn thức trong nhóm 1. Để làm được điều này, trước hết chúng ta cần phải xác định hệ số của các đơn thức trong nhóm 1 và phần biến chung của các đơn thức này đúng không nào? Chúng ta dễ dàng nhận thấy hệ số của 3 đơn thức trong nhóm 1 lần lượt là 5, âm 7 và 1. Từ đó chúng ta thực hiện phép toán như sau. Ta có 5 x y mũ 3 cộng với âm 7 x y mũ 3 cộng x y mũ 3 bằng mở ngoặc 5 cộng âm 7 cộng 1 tất cả nhân với x y mũ 3 bằng âm 1 tất cả nhân với x y mũ 3 bằng trừ x y mũ 3. Sau đó thì chúng ta kết luận. Vậy tổng các đơn thức trong nhóm 1 là trừ x y mũ 3. Cô có câu hỏi C như sau. Tính hiệu hai đơn thức 2 x bình phương y bình phương z và 2/5 x y tất cả bình phương nhân z. Để làm được câu C thì chúng ta đã có một nhận xét ở câu A. Chúng ta hoàn toàn có thể viết được 2/5 x y tất cả bình phương nhân z chính bằng 2/5 x bình phương y bình phương z. Từ đó chúng ta có phép toán trừ hai đơn thức đồng dạng bằng mở ngoặc 2 trừ 2/5 tất cả nhân với x bình phương y bình phương z và dễ dàng tính được bằng 8/5 x bình phương y bình phương z. Và chúng ta kết luận, vậy hiệu của hai đơn thức 2 x bình phương y bình phương z và 2/5 x y tất cả bình phương nhân z bằng 8/5 x bình phương y bình phương z. Các em lưu ý, khi làm bài tập liên quan đến tính tổng hay tính hiệu các đơn thức thì chúng ta cần tính toán cẩn thận, đặc biệt lưu ý sử dụng dấu ngoặc để thực hiện phép toán cộng trừ các hệ số. Chúng ta cùng chuyển sang bài toán số 2. Câu A, tính giá trị của biểu thức 1/2 x mũ 5y trừ 3/4 x mũ 5y cộng x mũ 5y tại x bằng 2, y bằng âm 1. Đây chính là bài toán liên quan đến giá trị của một biểu thức đại số mà chúng ta đã được học đúng không nào? Cô tin rằng các bạn đều biết cách làm, đó là thay giá trị cho trước của biến vào biểu thức, tính và kết luận. Chúng ta cùng thực hiện nhé. Thay x bằng 2, y bằng âm 1 vào biểu thức 1/2 x mũ 5y trừ 3/4 x mũ 5y cộng x mũ 5y. Ta có 1/2 nhân 2 mũ 5 nhân với âm 1, trừ 3/4 nhân 2 mũ 5 nhân với âm 1, cộng 2 mũ 5 nhân với âm 1, và rút gọn kết quả ra âm 24. Sau đó thì chúng ta kết luận, vậy giá trị biểu thức đã cho tại x bằng 2, y bằng âm 1 là âm 24. Cô đã cùng các em ôn lại cách tính giá trị của một biểu thức tại những giá trị cho trước của biến. Tuy nhiên, đối với bài toán này, khi chúng ta thay giá trị cho trước của biến vào biểu thức thì chúng ta thu được các biểu thức số rất cồng kềnh. Khi tính toán rất dễ gặp sai lầm đúng không nào? Vậy vấn đề đặt ra là còn có cách làm nào khác không? Quan sát một chút thì chúng ta thấy trong biểu thức đã cho xuất hiện phép trừ và phép cộng 3 đơn thức đồng dạng với nhau. Vậy chúng ta nên đi
thu gọn biểu thức này trước, rồi mới thay giá trị của biến vào biểu thức. Đó chính là cách số 2. Ta có 1 phần 2 x mũ 5 y trừ 3 phần 4 x mũ 5 y cộng x mũ 5 y bằng, mở ngoặc, 1 phần 2 trừ 3 phần 4 cộng 1 đóng ngoặc nhân với x mũ 5 y bằng 3 phần 4 x mũ 5 y. Sau đó chúng ta mới thay x bằng 2, y bằng âm 1 vào biểu thức 3 phần 4 x mũ 5 y. Ta có 3 phần 4 nhân với 2 mũ 5 nhân âm 1 bằng 3 phần 4 nhân 32 nhân âm 1 và bằng âm 24. Rồi kết luận. Như vậy, bằng cách áp dụng phép cộng, phép trừ các đơn thức đồng dạng, chúng ta đã thu gọn biểu thức đã cho từ một biểu thức phức tạp thành một biểu thức đơn giản, và khi đó thay giá trị của biến vào biểu thức, tính toán cũng được biểu thức số đơn giản và hạn chế sai sót khi làm bài. Như vậy, chúng ta lưu ý, trước khi thực hiện tính giá trị của một biểu thức, chúng ta nên thu gọn biểu thức đó nếu có thể. Chúng ta cùng chuyển sang câu B. Tính giá trị của biểu thức 5x mũ 10 y mũ 15 cộng 3x mũ 10 y mũ 15 trừ 8x mũ 10 y mũ 15 tại x bằng 2019 y bằng âm 2020. Nếu như chúng ta áp dụng cách 1 ở câu A thì rõ ràng khi thay vào chúng ta thấy được biểu thức số rất cồng kềnh, lũy thừa bậc 10, bậc 15 đúng không nào? Tuy nhiên, trong biểu thức đã cho gồm có 3 đơn thức đồng dạng với nhau. Và chúng ta sẽ áp dụng cách 2 của câu A để làm bài tập này nhé. Ta có biểu thức đã cho bằng, mở ngoặc, 5 cộng 3 trừ 8 tất cả nhân với x mũ 10 y mũ 15 và rút gọn trong ngoặc, bằng 0 nhân với x mũ 10 y mũ 15. Mà 0 thì nhân với bất kỳ số nào cũng bằng 0. Vậy kết quả bằng 0. Khi thu gọn biểu thức ở câu B, chúng ta ra kết quả bằng 0 và không cần thay giá trị cho trước của biến là x bằng 2019, y bằng âm 2020 vào biểu thức, chúng ta vẫn kết luận được giá trị của biểu thức đã cho tại x bằng 2019, y bằng âm 2020 bằng 0. Đối với bài toán này, chúng ta có nhận xét như sau. Giá trị của biểu thức 5x mũ 10, y mũ 15 cộng 3x mũ 10, y mũ 15 trừ 8x mũ 10, y mũ 15 luôn bằng 0 với mọi giá trị của biến xy. Và ta cũng nói, giá trị của biểu thức này không phụ thuộc vào giá trị của biến xy. Các em thân mến, thực hiện phép toán cộng trừ các đơn thức đồng dạng ở câu B cho chúng ta kết quả bằng 0. Mà chúng ta đã có lưu ý, đơn thức 0 thì không đồng dạng với bất kỳ một đơn thức nào. Do vậy, ở đây chúng ta có một chú ý, không phải lúc nào kết quả của phép toán cộng hay trừ các đơn thức đồng dạng cũng là một đơn thức đồng dạng với những đơn thức đã cho. Chúng ta chuyển sang bài tập số 3, điền các đơn thức thích hợp vào ô trống. Ở đây, trong câu A chúng ta thấy đơn thức trong ô trống đóng vai trò là số hạng chưa biết trong tổng. Mà chúng ta đã biết, muốn tính số hạng chưa biết thì chúng ta sẽ lấy tổng trừ số hạng đã biết. Và dễ dàng tìm được đơn thức ở trong ô trống thứ nhất bằng 2x bình phương. Đơn thức trong ô trống ở câu B, chúng ta cũng thể áp dụng quy tắc chuyển vế, chúng ta tính được đơn thức ở trong ô trống chính bằng âm 6xy cộng với 5xy và kết quả là trừ xy. Chuyển sang câu C, chúng ta thấy một biểu thức cồng kềnh hơn, phức tạp hơn đối với câu A và câu B. Ở đây thì cô tin chắc rằng đã rất nhiều bạn tìm ra cách làm rồi. Chúng ta có thể áp dụng quy tắc chuyển vế thì chúng ta tính được là chuyển đơn thức ở trong ô trống từ vế trái sang vế phải và chuyển đơn thức 8x bình phương y từ vế phải sang vế trái. Lưu ý khi chuyển vế thì chúng ta phải đổi dấu đơn thức nhé. Tuy nhiên, ở đây cô sẽ hướng dẫn các con một cách làm rất đơn giản. Đó chính là chúng ta tính tổng hai đơn thức đầu tiên ở vế trái trước. Dễ dàng tính được tổng hai đơn thức đầu tiên bằng 9x bình phương y. Khi đó, chúng ta đã đưa bài toán ở câu C trở thành các bài toán đơn giản như câu A và câu B. Ở đây, chúng ta có đơn thức ở trong ô trống đóng vai trò là số trừ. Muốn tính số trừ, chúng ta sẽ lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Và tính được đơn thức ở trong ô trống trong trường hợp này chính là x bình phương y. Chúng ta cùng chuyển sang câu D. Ô trống cộng ô trống cộng ô trống bằng x mũ 5.
Như vậy trong câu D này chúng ta thấy độ phức tạp tăng lên đúng không nào? Ở đây chúng ta thấy xuất hiện 3 ô trống. Trong 3 ô trống này là 3 đơn thức yêu cầu cần phải tìm và có tổng bằng x mũ 5. Cô tin chắc rằng rất nhiều các bạn đã tìm ra cách làm rồi. Và nếu như thảo luận nhóm thì cô tin chắc rằng là sẽ có sự tranh cãi, bởi vì là bạn nào cũng cho là mình đúng mặc dù kết quả của các bạn khác nhau. Vậy chúng ta cùng đi lý giải điều này nhé. Các em ạ, vì tổng của 3 đơn thức trong 3 ô trống là x mũ 5 nên có ít nhất một đơn thức cần tìm phải đồng dạng với đơn thức x mũ 5. Như vậy chúng ta có 3 trường hợp. Trường hợp 1 là cả 3 đơn thức cùng đồng dạng với đơn thức x mũ 5. Trường hợp thứ 2 là có 2 đơn thức đồng dạng với đơn thức x mũ 5. Và trường hợp thứ 3 là chỉ có 1 đơn thức đồng dạng với đơn thức x mũ 5. Chúng ta cùng xét trường hợp 1. Nếu có cả 3 đơn thức đồng dạng với đơn thức x mũ 5 thì chúng ta phải khẳng định phần biến của 3 đơn thức này chính là x mũ 5 và tổng các hệ số của chúng phải bằng 1. Nếu như chúng ta giả định 3 đơn thức trong ô trống này là bằng nhau thì chúng ta được một kết quả. Mỗi đơn thức trong ô trống đó sẽ bằng 1/3 x mũ 5. Và đây chính là cách làm thứ nhất. Tuy nhiên đề bài lại không yêu cầu là 3 đơn thức trong ô trống phải bằng nhau. Do vậy, chúng ta chỉ cần tìm 3 đơn thức có phần biến là x mũ 5 và tổng các hệ số của chúng bằng 1 là xong. Như vậy, có thể chọn đơn thức thứ nhất, cô chọn 2x mũ 5, đơn thức thứ hai cô chọn 3x mũ 5 và đơn thức thứ ba cô chọn -4x mũ 5. Cô vẫn đảm bảo tổng các hệ số của các đơn thức này bằng 1. Đây chỉ là 2 cách thôi và sẽ có rất nhiều các cách làm khác nữa. Của trường hợp 1, chúng ta về nhà tìm thêm nhé. Chúng ta tiếp tục xét đến trường hợp thứ hai. Nếu chỉ có 2 đơn thức đồng dạng với đơn thức x mũ 5, thế thì tổng của chúng phải bằng x mũ 5 đúng không nào? Và tất nhiên, đơn thức thứ 3 phải bằng 0. Từ đó, chúng ta cũng làm tương tự giống trường hợp 1, có rất nhiều các cách khác nhau. Ví dụ, -3x mũ 5 cộng 4x mũ 5 cộng 0 bằng x mũ 5. Hoặc 1/3 x mũ 5 cộng 0 cộng 2/3 x mũ 5 bằng x mũ 5. Vân vân. Thế còn trường hợp 3? Nếu chỉ có một đơn thức đồng dạng với đơn thức x mũ 5, đơn thức đó chắc chắn sẽ phải bằng x mũ 5 luôn. Còn hai đơn thức còn lại phải có tổng bằng 0. Suy luận tương tự, chúng ta cũng có thể có cách thứ nhất. Cô chọn cách rất đơn giản, x mũ 5 cộng 0 cộng 0 bằng x mũ 5. Hoặc chọn cách thứ hai, 2x mũ 8 cộng với -2x mũ 8 cộng với x mũ 5 bằng x mũ 5. Vân vân, rất nhiều cách đúng không nào? Trên đây cô đã hướng dẫn cho các con ít nhất 6 cách ứng với 3 trường hợp của câu D. Cô rất mong về nhà chúng ta sẽ tìm thêm các cách làm khác nữa nhé. Cô có một ngôi sao vàng 5 cánh và đơn thức ở giữa là 15VN mũ 6. Cô có một câu đố như sau. Hãy điền 5 đơn thức đồng dạng và 5 cánh của ngôi sao. Biết rằng tổng các đơn thức đó bằng đơn thức ở giữa ngôi sao và hệ số của các đơn thức đó là 5 số tự nhiên liền tiếp. Ở đây thì chắc chắn các bạn đã nghĩ ra cách làm rồi. Nó tương tự giống như câu D của bài 3 và ứng với trường hợp 1 đúng không nào? Cô hướng dẫn. Chúng ta có 5 đơn thức đồng dạng có tổng bằng đơn thức ở giữa ngôi sao. Như vậy tức là tổng bằng 15VN mũ 6. Vậy ta suy ra 5 đơn thức đó có phần biến phải là VN mũ 6 và tổng các hệ số bằng 15. Chúng ta có 5 đơn thức đồng dạng mà hệ số của các đơn thức này là 5 số tự nhiên liền tiếp. Như vậy, hệ số của 5 đơn thức đó phải có dạng A, A cộng 1, A cộng 2, A cộng 3, A cộng 4 với A là số tự nhiên. Và do vậy ta có tổng các hệ số này phải bằng 15. Từ đó chúng ta tính được A và điền được 5 đơn thức thích hợp và 5 cánh của ngôi sao. Về nhà, các em làm cho cô một số nhiệm vụ sau. Học các kiến thức cần nhớ về đơn thức đồng dạng. Tính tổng hiệu các đơn thức của nhóm 2 ở bài 1. Làm bài 3 câu D, viết ít nhất 2 cách cho mỗi trường hợp và bài toán 4. Bài tập 16-22 trong sách giáo khoa, bài tập 21-23 trong sách bài tập và chuẩn bị cho tiết học sau, quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cô hy vọng rằng chúng ta đã có một bài học thực sự lý thú và bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các tiết học tiếp theo.